Top 10 sao showbiz có tỷ lệ gương mặt hoàn hảo nhất, Dương Dương, Địch Đệ Nhật Ba đều góp mặt. Làng giải trí hoa ngữ chẳng hề thiếu nam thần mỹ nhân, nhưng không phải ai cũng đạt được tới mức độ hoàn mỹ. Mới đây, cộng đồng mạng xứ Trung đã tiến hành bầu chọn và gây xôn xao khi công bố danh sách top 10 ngôi sao showbiz có tỷ lệ gương mặt hoàn hảo nhất. Điều khiến người ta bất ngờ là bảng xếp hạng này toàn gương mặt trẻ, dàn sao như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh đều vắng bóng. Thứ nhất, Địch Đệ Nhật Ba. Là nữ thần sắc đẹp thế hệ mới của showbiz hoa ngữ, nhan sắc của Địch Đệ Nhật Ba là điều không ai có thể phủ nhận được. Với gương mặt đẹp như tạc tượng, sống mũi cao thẳng tắp, nàng hoa tuyết tân cương hấp hồn khán giả với nét đẹp hoàn hảo, quyến rũ và hết sức sang chảnh. Dương Dương vốn là cái tên quen thuộc trong các bảng xếp hạng nam thần showbiz, Dương Dương là chàng bạch mã hoàng tử trong lòng hàng triệu trái tim thiểu nữ với nhan sắc miễn chê. Với gương mặt điển trai không tì vết, sống mũi cao thẳng tắp và góc nghiêng hoàn mỹ, mỹ nam em là niềm kiêu hãnh của anh, dễ dàng khiến khán giả mê như điều đổ. La Vân Hy từng lọt vào top tìm kiếm trên mạng xã hội với tỷ lệ gương mặt quá đỗi hoàn hảo. Với khuôn mặt đẹp hơn hoa, các đường nét hài hòa, sống mũi cao cuốn hút, nam diễn viên được đánh giá là hợp tất cả tạo hình cổ trang và hiện đại. Được biết đến với cái mác bạn gái cũ của thiếu gia tỷ đô Vương Tư Thông, Trương Dư Hy đã thành công khi tiến quân vào showbiz, trở thành một trong những mỹ nhân được săn đón ở đất nước tỷ dân. Với nhan sắc quá đỗi hoàn hảo, vẻ đẹp mong manh, gây thương nhớ, Trương Dư Hy khiến biết bao trái tim phải xao xuyến không thôi. Nổi tiếng từ chương trình Sống Còn Sáng Tạo 101, Phó Tinh được yêu thích với vẻ đẹp mang hơi hướng mỹ nhân Hồng Kông trong giai đoạn Hoàng Kim, vừa cổ điển lại vừa ma mị, khiến nao nòng. Sở hữu gương mặt đẹp không góc chết, đôi mắt sắc lẹm, bờ môi trái tim hở hững, cuốn hút, người đẹp này dễ dàng cần hết mọi loại tạo hình. Nhậm Hào khiến vẻ đẹp mê mệt với gương mặt góc cạnh nam tính, chẳng khác nào tổng tài bá đạo bước ra từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Với nhan sắc xinh đẹp vừa ngọt ngào vừa gợi cảm, Nêu Tà Ninh là gương mặt đắt giá nhất nhì của chương trình Sống Còn Sáng Tạo Doanh 2020. Cô nhận được sự yêu mến từ khán giả với khí chất mạnh mẽ quyến rũ trên sân khấu, nhưng lại hết sức ngọt ngào dễ thương trong đời thường. Trình Tiêu là nữ thần trong lòng đông đảo trạch nam, y nói những chàng trai thích du rú trong nhà với vẻ đẹp siêu thực, các đường nét hoàn hảo, chẳng khác gì những mỹ nữ trong tranh 3D. Tăng Khả Di là một trong những cái tên hot nhất sau truyền hình Thanh Xuân Có Bạn 2. Người đẹp này gây ấn tượng mạnh với gương mặt đẹp không góc chết, đôi mắt sắc sảo thần thái hơn người. Đặc biệt cô còn hấp hồn khán giả với vòng eo con kiến cực kỳ săn chắc 19-10 với Lisa. Còn không ít những cái tên đình đám của showbiz hoa ngữ không được góp mặt trong danh sách này. Tuy nhiên nhan sắc của các ngôi sao nói trên là điều không ai có thể phủ nhận. Với vẻ ngoài hoàn hảo, họ được kỳ vọng sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!